Khi bạn nghe thấy cụm từ thực phẩm in 3D, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Một cái gì đó hoàn toàn và hoàn toàn nhân tạo, có thể không? Bạn tò mò về việc làm thế nào một thứ gì đó có thể được in 3D và thậm chí được gọi là thực phẩm ngay từ đầu. Thức ăn này thậm chí có mùi vị như thức ăn thật không? Và khi chúng ta nói về thực phẩm in 3D, chính xác thì chúng ta muốn nói đến điều gì? Một số người có thể ví nó với máy thực phẩm tự động, chẳng hạn như máy làm bánh pizza. Nơi bánh pizza được chuẩn bị và nấu chín trong cùng một máy. Mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng quá trình này cũng tương tự. Một nguyên liệu thô, vâng. Vẫn là các sản phẩm thực phẩm thực tế, được đẩy qua một vòi phun và được sử dụng để in một miếng thực phẩm theo nghĩa đen. Mặc dù nghe có vẻ lạ, nhưng thực phẩm in 3D đang đạt được sức hút nhất định. Mặc dù nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Điều đó đã không ngăn cản mọi người khám phá các loại thực phẩm khác nhau có thể được tạo ra thành công bằng cách sử dụng in 3D. Tuy nhiên, nhiều nỗ lực để thực phẩm in 3D có xu hướng tập trung vào đồ ăn có đường hoặc sô-cô-la, nhưng làm thế nào để mọi người thực sự phản ứng với ý tưởng về thực phẩm in 3D? Họ sẽ ăn nó, họ thích nó. Đây là tất cả những câu hỏi quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ nỗ lực in thực phẩm nào. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Food cố gắng trả lời những câu hỏi này. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã khám phá việc dán nhãn và thông tin giáo dục tác động như thế nào đến cách mọi người nhìn nhận các sản phẩm được sản xuất thông thường so với các sản phẩm thực phẩm in 3D. Cụ thể là các vòng xoáy sô-cô-la, kẹo cà rốt dẻo và một nụ cười khoai tây nướng. Trong quá trình nghiên cứu, những người tham gia đã được giới thiệu các sản phẩm thực phẩm khác nhau và thông tin về cả quy ước và các sản phẩm in 3D. Sau đó, những người tham gia được yêu cầu đánh giá mức độ chấp nhận và nhận thức về chất lượng đối với từng sản phẩm trước khi tham gia vào bảng cảm quan của thực phẩm. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy rằng những người tham gia thực sự có xu hướng có xếp hạng thuận lợi đối với thực phẩm in 3D. Xếp hạng về chất lượng thực phẩm tăng lên khi thứ gì đó được dán nhãn là thực phẩm in sẵn chứ không phải là thực phẩm thông thường, đặc biệt đối với kẹo sô-cô-la và cà rốt. Khi nếm thức ăn, những người tham gia có phản hồi cảm quan tích cực hơn là tiêu cực, bao gồm cả nhận định về việc thực phẩm in 3D có mùi vị, kết cấu và hương vị tốt hơn. Những người tham gia nhỏ tuổi hơn và những người tham gia mắc chứng, bệnh khó ưa công nghệ thực phẩm cũng có xu hướng nhận xét tốt hơn về thực phẩm in 3D và chấp nhận nhiều hơn đối với công nghệ in thực phẩm mới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!